Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở, là một bản trường ca muôn đời khiến cho tất cả các nhà văn, các nhà thơ, các nhạc sĩ luôn luôn sáng tác những tác phẩm để lại cho đời. Và trong buổi tối ngày hôm nay, để mở đầu với một chương trình quan tâm âm nhạc chọn lọc, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tất cả những thành viên rất quan trọng đối với ban nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy cùng quay lại với organ Trọng Tuyến, organ Nam Giang và chúng ta sang Trọng Hoàng cùng với tay trống Quang Ất để cùng đến với những chất điệu, những bản tình ca, những bản nhạc không lời mở đầu chương trình đêm nay. Quý vị có thể dành cho ban nhạc Thanh Chu Xanh của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Chúng tôi mong muốn quý vị có thể hưởng ứng chương trình ngày hôm nay những tràng pháo tay thật sáng giá được không ạ? Kính thưa quý vị thân mến, bảo vệ sự chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục đầu tiên. Thank you.
Thank you.